Chào. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em khá là dễ thương và có giọng nói rất là dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này mà đúng không ạ? Anh vào đây từ năm 99 thôi. À. 21 năm. Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi. Còn cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này thì có một điều là chắc chắn là sẽ sống với mẹ anh luôn. Dạ. Bởi vì nhà anh có hai mẹ con thôi nên là anh không thể nào mà sống ở riêng được. Chỉ có hai mẹ con, ba anh thì như thế nào ạ? Nhà anh, ba mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ rồi. Vậy thì phải làm dâu đó, em gái nghĩ sao? Vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ. Yên tâm, mẹ anh thích con gái. Dạ. Nhìn cái tên của anh là biết rồi. Mẹ thích con mẹ gái. Mẹ anh từng nói là có dâu sẽ cưng hơn là anh. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe đi. Theo em thì trong quan hệ hôn nhân gia đình á, thì hai người cần phải có bốn điều sau. Đó là đầu tiên là chung thủy, thứ hai là sự cảm thông, và thứ ba là sự tôn trọng, và cuối cùng là trách nhiệm. Còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái, vui vẻ. Nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị em. Hồng Vân. Chào. Dạ, và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trương Yến Phương, em 32 tuổi. Hiện tại công việc của em là một bác sĩ thú y tại Sài Gòn. Quê em thì ở Cà Mau. Quận mấy em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp gần nhà chị chút xíu, cho chị xin số điện thoại nha. Rồi. Nhà chị hai con khỉ, bốn con chó. Chị phải gặp em mới được. Dạ, sẽ có ưu đãi đặc biệt chị. Mời em trai. Dạ, đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào bạn nữ dễ thương bên kia và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Khánh Linh. Em năm nay là 32 tuổi và em đang làm designer, thiết kế đồ họa. Em Khánh Linh hả? Dạ vâng. Tên men quá ta. Tại ngày xưa mẹ em cầu con gái mà đẻ ra con trai rồi vẫn giới thiệu với em anh là Huyền Linh. Dạ. Khánh một người Linh là Huyền Linh. Linh, một người là Khánh Linh, hai chị em. Gì hai chị em? Thì chứ gì nữa, thì dân Thúy Kiều đó thì này là Khánh Linh, Huyền Linh, tên rất là đẹp nữ luôn. Dạ, sao? Sao? Men thôi em hả? Dạ đúng rồi. Hai. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á, thì theo nhiều người nhận xét á, em là một người hiền, nhưng mà em cảm thấy em không có hiền, chỉ là em nhường nhịn thôi. Còn những chuyện mà cần thiết thì em thể hiện cho mình. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ một xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói. Thì Linh ơi, Khánh Linh ơi. Dạ em đây ạ. Em nói về ưu khuyết điểm của em đi nào. Dạ, về ưu điểm của em thì em không tứ đổ tường, biết nấu ăn, biết chụp hình, và đặc biệt là em thích quan tâm và chăm sóc cho người yêu. Hay quá. Em có thích thú vật không? Dạ, trước nhà em nuôi mèo, một con mèo, nhưng mà do mẹ em bị hô hấp cho nên em mới phải chuyển nhượng qua cho bạn em 4 tuần rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì em kiểu như là hơi nóng tính và bộc chộp một xíu. Nhưng mà hiện tại thì em đang cố sửa bằng cái em đang đi học thiền. Học thiền, dạ. Tốt rồi, rồi. Mình có mấy mối tình rồi Khánh Linh? Em thì có 4 mối tình đơn phương và 2 mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời? Dạ. 2 mối tình chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 6 tháng. 6 tháng trời ơi, dài dữ vậy. Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Dạ cũng 4-5 tháng. Trời ơi, sao nó quen 5-6 tháng không vậy trời? Chào em. Dạ. Sao tự dưng đơn phương tới 4 người dữ vậy? Dạ thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm. Lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. Còn 3 mối tình kia thì em có nói, nhưng mà tự như là xin lỗi, chỉ là bạn bè thôi. Thì đường tình trắc trở ha. Trắc trở vậy. Đường tình gió cuốn. Ừ. Rồi nhưng mà hai cái người trực diện đó thì lý do gì mà có mấy tháng? Mối tình đầu tiên của em thì lúc đó em quen năm 29 tuổi. Bạn đó thì lúc đó cũng còn khá trẻ, 21 tuổi thôi. Đó mới là mối tình đầu tiên của em thì lúc đó giống như kiểu như là tấm chiếu chưa từng trải gì. Thì chưa từng trải đời cho nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm. Thì nên có nhiều cái khúc mắc cho nên rồi thôi là nghĩ dạ. Con chia tay. Còn bạn thứ hai thì do là em yêu xa. Yêu xa. Dạ vâng. Bây giờ cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để yêu chưa nè?
Nói là đủ kinh nghiệm thì không ai dám khẳng định quá, nhưng em đang là chắc chưa đủ gu đâu. nghĩa là em đang cố gắng em sửa hết những Đúng không? cái lỗi mà ngày xưa em đã rồi gặp. Phương Phương có mấy mối tình rồi? Dạ chính thức thì em có 2 mối tình ạ. Mối tình lâu nhất của em thì được 4 năm, về định hướng cuộc sống với công việc á không phù hợp cho nên là chia tay. Mối tình mới gần đây nhất thì là chia tay được bao lâu rồi cưng? Dạ gần 1 năm mà. Bạn Khánh Linh bên đây á, cái tên thì rất là mềm mại nhưng mà nhìn thì rất là đàn ông, giống như là bạn Huyền Linh vậy. Huyền nha mọi người chứ không phải Huyền đâu nha. Linh hả? Khánh Linh nè. Dạ. Về Khánh Linh tưởng tượng coi bên đây sao. Em nghĩ bạn khá là hiền. Rồi sao nữa về ngoại hình? Em mẫu hình lý tưởng đó thì chỉ cần bạn trắng và dễ nhìn xíu được rồi, biết cách đối nhân xử thế là được, biết trước biết sau với mọi người là được, chứ không cần gì khác. 1m4 được không? Cũng được, nếu mà hợp nhau thì vẫn được. Được luôn đúng không? Dạ, đúng. Rồi xin mời ông mối. Qua tôi coi nhà gái coi. Dạ em chào anh ạ. Chào em gái. Có đồng điếu nữa ha. Dễ thương cắn ha. Tôi tức ông ghê á. Ông phải để cho bên thấy người ta đẹp hồi tôi nói liền ta bể tim ra. Em gái có thể diễn tả được cái hình tượng của người yêu lý tưởng của em hay không? Dạ về người yêu lý tưởng thì em chỉ cần là anh ấy dễ nhìn là được, cơ thể khỏe mạnh. Còn về tính cách thì em mong muốn là một người trưởng thành, như suy nghĩ chín chắn nhưng mà cởi mở. Cơ thể khỏe mạnh chứ nhìn mà yếu không được đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên Khánh Linh nó mất hồn á, giờ phải nói liền. Không, anh này dễ nhìn lắm. Nước da ngâm ngâm chút xíu nhưng mà nhìn cũng có duyên. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em không thích nhất là đàn ông mà hay tính những chuyện lặt vặt á. Sao bữa nay em lên đây vậy? Em dạ. Tham gia chương trình này tại em xinh xắn quá mà. Dạ tại vì em cũng có một người bạn đã từng tham gia chương trình này rồi, và hai bạn ấy chuẩn bị cưới nhau cho nên đó là động lực để em lên đây. Đó sắp cưới nhau bạn kìa. Bạn cưới nhau hả? Tập mấy vậy? Bạn ấy là tên là gì? Tên Đào anh. Đào Hoa. Hoa Đào. Cũng tập gần đây. 582 Hoa với Đào đúng không? Dạ. Để chuẩn bị cưới nhau rồi hả? Dạ. Rồi chúc mừng. Anh nghe cưới là anh mừng rồi đó. Hy vọng rằng em cũng sẽ nối gót theo bạn em nha. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân bên, đi. Hai họ cái đi. Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái họ em. Em gái họ hả? Dạ. Rồi sẽ gặp em gái họ. Trời gái em họ gái họ đẹp quá. Gái quá vậy. Có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. Có rồi. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Nói về anh Linh thì anh Linh chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng tính và bạo thủ một chút. Nhưng mà khi mà được người khác nói và tiếp ý kiến thì anh biết tiếp thu và thay đổi được. Còn lại là một người rất là tốt bụng. Em thấy chị gái này thì rất là xinh. Và về cái cách nói chuyện thì em nghĩ là sẽ có thể cải thiện được một số cái tính xấu của anh Linh. Rồi, rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân em và một bé em ạ. Bạn thân và một người em hả? Dạ. Rồi. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Và xin chào toàn thể quý khán giả ở đài truyền hình và các bạn đang xem đài ạ. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi là anh quê quán ở đâu anh? Anh là quê ở Bắc Ninh, đồng hương với chị Hồng Vân đấy. Bắc Ninh à? Dạ vâng. Ôi, dài Bắc Ninh thì hơi bị giỏi đấy. Ừ. Dạ. Trời ơi. Lâu lâu tôi mới có được người đồng hương, chứ còn ông Linh là thường xuyên luôn. Đồng hương với ông Linh nhiều lắm. Bắc Ninh giờ chị mới gặp được đó. Dạ. Rồi, sao nữa nè? Anh em hỏi ơi, gì nữa nè? Em hỏi hiện tại anh đang ở thành phố không anh? Anh vào trong Sài Gòn từ năm 99 rồi. Nhà anh đang Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Cũng sát bên chị em. Dạ. Vậy em cũng vui, cũng mừng giùm chị. Dạ anh ơi cho em hỏi thêm là chị em làm nghề thú y đó, thì mẹ của anh cũng đang bị bệnh như vậy, anh có chịu cái nghề của chị em không? Thì đâu có làm tại nhà đâu. Đâu có làm nhưng tại nhà mà đâu. Lỡ như chị đó muốn mở tại nhà thì sao anh? Anh nghĩ là có sẽ có giải pháp để mà không có làm ảnh hưởng đến hô hấp của mẹ anh. Dạ anh, chị Phương ơi, em thấy anh này cũng được đó chị. Dạ em thấy là hai người nên tạo cơ hội cho mình trước đi rồi mình về mình tìm hiểu sau. Dạ rồi em xin hết. Rồi trời, em mà gái, lo nói chuyện cho rất là chín luôn. Chắn nha. Rất lo là người lớn nha nữa. Thôi mở rào đi ông ơi tôi nôn mở lắm rồi rào. Chà. Đầu tiên anh có món quà tặng em.
Dạ, vâng. Em cũng có một món quà gửi tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em khá là dễ thương và có giọng nói rất là dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này và đúng không ạ? Anh vào đây từ năm 99 rồi. À. 21 năm. Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi. Còn cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này thì có một điều là chắc chắn là sẽ sống với mẹ anh luôn. Dạ. Bởi vì nhà anh có hai mẹ con thôi nên là anh không thể nào mà sống ở riêng được. Chỉ có hai mẹ con, ba anh thì như thế nào ạ? Nhà anh, ba mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ rồi. Vậy thì phải làm dâu đó, em gái nghĩ sao? Vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ. Yên tâm, mẹ anh thích con gái. Dạ. Nhìn cái tên của anh là biết rồi. Mẹ thích con mẹ gái. Mẹ anh từng nói là có dâu sẽ cưng hơn là anh. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi. Theo em thì trong quan hệ hôn nhân gia đình á, thì hai người cần phải có bốn điều sau, đó là đầu tiên là chung thủy, thứ hai là sự cảm thông, và thứ ba là sự tôn trọng, và cuối cùng là trách nhiệm. Còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái, vui vẻ, và mọi vấn đề thì mình nên nói trước với nhau, để nếu như có vấn đề gì mình sẽ giải quyết từ đầu, nó không có dồn nén sau này khó giải quyết. Cho nên tiêu chí đầu tiên của em là phải vui vẻ và thoải mái. Bạn gái nội trợ không có tốt đó, em có em hỗ trợ không? Em được cả là em biết nấu ăn từ năm 7 tuổi rồi, 25 năm kinh nghiệm. Và em cũng hay nấu ăn cho bạn bè, người thân ăn. Vậy là tốt rồi. Em không có quan trọng việc là ai sẽ là người nấu, chỉ quan trọng là mình có làm cùng nhau hay không. Cả hai cùng đứng dậy nào, cho ta tiến tới. Đấy, có thể nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc. Hãy nhìn vào nhau, trao nhau một câu chuyện nào đó hay một bài hát nào đó. Em xin hát một đoạn của bài Tâm sự tuổi 30. Mặc dù em hơn 30 tuổi rồi. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Khoan hoàn cho em nghe lại nhé. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Trời ơi, cho quá thôi được rồi. Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau và mình nói tất cả những cái gì mà nó đang xuất phát từ trái tim của mình được rồi. Hôm nay là chúng mình tới đây là gặp được nhau là đã là có duyên rồi, thì hy vọng sau này mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và nếu được thì có thể đến xa hơn. Nói chung á thì em lên đây thì cũng là muốn tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Hãy sống trong cảm xúc từ nãy giờ để xem một nửa mảnh ghép của mình có phải là đây không. Nếu đúng, chúng ta bấm ngay nút đó. Nếu không, không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm luôn. Dạ. Ngược lại với cặp đôi ban đầu, lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em nhìn bạn có vẻ là trẻ quá. Mà trong suy nghĩ của em thì em tưởng tượng là bạn ấy của em sẽ trưởng thành hơn một tí. Em muốn một người trưởng thành hơn như thế. Dạ. Thực sự bạn này cũng trưởng thành rồi đó chứ. Anh nghĩ rằng là bạn rất là vững vàng luôn đấy. Thôi, đó là cảm xúc của em. Và khi con tim chưa rung động thì chúng ta cũng không cần bấm. Điều này chúng tôi rất là tôn trọng và trân trọng điều đó. Dạ. Một chút gì đó rất nuối tiếc. Dạ. Nhưng không sao. Rồi đây, hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với các bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Rồi, chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của nhau nghe. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, hai đứa nào cũng dễ thương cả. Ừ. Đây, dễ thương. Làm ngày trôi qua trong nuối tiếc, nhưng đó mới là cuộc sống, đó mới là tình yêu. Duyên có, nợ chưa có, mình sẽ chờ sao.